chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị. Ngày hôm nay thì nhà chuột có một cái lịch, đó là về bàn giao hồ sơ thiết kế cho gia đình của nhà anh Khá Bảnh ạ, có địa chỉ tại Bắc Ninh. Và hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại khu vực công trình chính này rồi ạ. Công trình này thì đã được xây dựng hoàn thiện phần thô. Và chúng tôi sau khi mà tiếp nhận được cái yêu cầu tính huấn hoa hồng thì chúng tôi đã bắt tay vào này, thiết kế lại cái phần 3D ngoại thất ở phía bên ngoài, cũng như là về cái phần mặt bằng công năng ở phía bên trong, để làm sao gia đình có thể có một không gian sống có thể thoải mái nhất. Và đây thì chính là công trình chính ngày hôm nay nhé. Quý vị có thể để ý qua một chút ạ. Công trình của nhà anh Khá thì nằm trên một cái diện tích đất vô cùng rộng. Phía trước này là một cái khoảng sân lớn này. Còn phía bên kia thì sẽ là cái khu vực là vườn để gia đình có thể là trồng cây ăn quả, cũng như trồng rau. Chưa hết đâu ạ, chúng ta sẽ có một cái lối nhá. Và từ đây chúng ta có thể là đi thẳng vào phía khu vực là nhà cũ của gia đình. Còn đây thì chính là công trình chính ạ. Công trình này chúng ta đây ạ. Công trình này thì có một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là cái hệ bậc tam cấp ấy, thì nó sẽ gồm 7 bậc đi lên, làm cho ngôi nhà chúng ta trở nên rất là cao ráo và bề thế. Đây, còn đây là chính là cái phần bên trong của công trình này rồi. Đây, bộ hồ sơ chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Khá đây ạ. Đây. Đây chính là cái công trình mà sau này khi mà hoàn thiện xong nhá, thì đây chính là cái phần 3D ngoại thất ở phía bên ngoài. Công trình thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại hệ mái Nhật 2 tầng. Phần mái thì chúng tôi sẽ sử dụng cho gia đình, đó chính là phần mái ngói màu nâu. Đây là phần hệ thống cổng và tường bao ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Hai màu sơn trắng và nâu làm chủ đạo. Còn đây thì chúng tôi cũng có thiết kế cho cái phần sân vườn cho khu vực gia đình của nhà anh Khá rồi. Đây, toàn bộ phần sân vườn đây ạ. Công trình về đêm ạ. Còn đây thì chính là cái khu vực mặt bằng công năng. Đây thì chính là cái phần bản vẽ bóc mái nhá. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy này, đây khu vực phòng khách này, đây khu vực phòng thờ này, phía sau thì sẽ là khu vực bếp, và dưới tầng 1 chúng ta có một phòng ngủ, còn nhà vệ sinh chung ở dưới khu vực này nhá. Đây là trên đây một cái phối cảnh khác dưới tầng 1. Rất là chi tiết từng mọi ngóc ngách nhá, có rất là nhiều các góc khác nhau. Còn đây là trên khu vực tầng 2, ở đây thì sẽ là phòng sinh hoạt chung này, đây là khu vực phòng ngủ master này, đây là khu vực vệ sinh, phòng thay đồ này. Còn trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, đây phòng ngủ này, phòng ngủ này, và chỗ khu vực số 5 này chính là khu vực vệ sinh chung. Đây toàn bộ trên tầng 2 đây ạ. Không biết là quý vị có hóng chờ công trình này khi mà hoàn thiện xong hay không ạ. Vậy thì tôi sẽ hẹn với quý vị là sau khi mà công trình này hoàn thiện xong thì tôi sẽ quay về đây này, review trực tiếp với quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.